Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin đang di tản về Uran, những chuyến bay đáng ngờ trên nóc điện Kremlin. Putin đang có kế hoạch gì là câu hỏi được dư luận đặt ra. Và sự di chuyển các chuyến bay đáng ngờ đến Dubai và Uran cũng đang làm dư luận tại Nga và nhiều nước trên thế giới đặt câu hỏi về việc cuộc chiến tranh phi nghĩa mà ông Putin phát động nhằm vào Ukraine ngày càng trở nên khó khăn với nhà lãnh đạo độc tài này. Đây là hình ảnh vào thứ Tư trên nóc nhà của Điện Kremlin đã xuất hiện nhà độc tài Putin hạ cánh xuống điện này bằng một chiếc trực thăng. Kể từ đó có những chuyển động đáng ngờ khác của máy bay trong không phận của nước Nga đi và đến. Để phỏng đoán về những chuyến bay đáng ngờ ở Nga thì nhiều giả thiết đã được đặt ra. Kể từ khi ông Putin, nhà độc tài của Điện Kremlin, bay đến Moscow bằng trực thăng vào thứ Tư, đã có rất nhiều điều xảy ra trên không phận của nước Nga. Ví dụ như chiếc máy bay chở ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Sergei Lavrov, 71 tuổi, đã đến Trung Quốc vào tối thứ Tư, nhưng trên đường đi thì đã quay trở lại giữa chừng qua thành phố Novosibirsk của Nga. Điều này rất bí ẩn. Nếu trong trường hợp có lỗi kỹ thuật thì ông ta sẽ hạ cánh để chuyển sang máy bay khác đi tiếp là điều được đặt ra và đưa ông ta đến hành trình trên đường tới đồng minh rất quan trọng của Nga, đó chính là Bắc Kinh, nơi ông Tập Cận Bình đang là chủ tịch. Nhưng điều này đã không xảy ra. Đây là hình ảnh chiếc máy bay chở Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trên đường tới Bắc Kinh đã phải quay lại. Hoặc cũng có thể Bắc Kinh đã thay đổi ý định và không muốn tiếp ông này nữa. Đó cũng có thể là điều mà dư luận đặt ra. Và có những chuyển động cũng bất thường khác trong không phận của Nga gây nên lo ngại. Hoặc ít nhất là đem đến sự suy nghĩ cho vấn đề này. Thứ nhất là ít nhất có 3 máy bay phản lực tư nhân được cho là của các nhà tài phiệt Nga đã bay từ sân bay Novosibirsk của Moscow đến Dubai. Chúng đã được nhìn thấy ở Iran trên trang web Flight Radar. Điểm thứ hai, đồng thời các máy bay của chính phủ Nga đang phục vụ đưa đón đến Uran và Siberia, bao gồm có Ufa, Novosti và Yumen. Ở khu vực của Uran, Nga có các bonke và hầm trú ẩn thời chiến để các quan chức của chính phủ, của quân đội và ông Tổng thống Nga Putin có thể phòng tránh các cuộc tấn công của một số vũ khí và bức xạ hạt nhân. Vũ khí đây có thể nói là vũ khí nguyên tử. Đây là hình ảnh hầm trú ẩn của Nga tránh bom nguyên tử ở khu vực Ura được thiết kế rất chắc chắn với nhiều tầng lớp bê tông và bọc thép. Tại sao các nhà tài phiệt của Nga và các quan chức cấp cao dường như sẽ rời thủ đô cũng là điều đặt ra. Và điều đó hoàn toàn không rõ vào lúc này. Tuy nhiên, sự chuyển động của những chiếc máy bay của các nhà tài phiệt sang các nước ngoài đã được nhìn thấy. Và thật nhiên, điều đó có thể được quyết đoán ở Điện Kremlin, chẳng hạn như phản ứng trước bài phát biểu của ông Tổng thống Mỹ Biden, 79 tuổi, vào tối thứ Tư. Hoặc cách khác, đó là một động thái nghi binh của Điện Kremlin nhằm đánh lạc hướng khỏi các chuyển động bay bí mật khác hoặc đơn giản là để làm cho phương Tây lo lắng. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden vừa gọi Putin là tội phạm chiến tranh. Điều này đã gây ra tác động rất lớn tại Nga vì những phản ứng bất ngờ của nước Mỹ. Chuyên gia quân sự Phần Lan Petri đã viết trên tweet vào trưa nói rằng có vẻ kỳ lạ là giới tinh hoa của Nga đang được sơ tán khỏi Moscow đến một địa điểm an toàn hơn ở Nam Uran. Cũng hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Biden đã gọi kẻ độc tài ở Điện Kremlin là tội phạm chiến tranh và hứa với Ukraine một gói viện trợ tới 800 triệu đô la Mỹ. Điện Kremlin cho rằng họ đã bị xúc phạm. Song song với các chuyển động bay, các điều gì đã xảy ra trên mặt đất vào thứ Năm? Đó là hạm đội Nga lại xuất hiện trước cảng Odessa của Ukraine trên Biển Đen. Ở đây, câu hỏi cũng được đặt ra là Putin đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công lớn vào thủ phủ của Biển Đen hay đó là chiến tranh tâm lý? Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Liên Hợp Quốc ra lệnh Nga ngừng hành động quân sự ở Ukraine.
cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt. Hàng ngàn người dân đã thiệt mạng và gần một chục ngàn binh sĩ Nga đã tử trận. Và đây là hình ảnh phiên tòa của Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc vừa ra phán quyết về cuộc chiến của Nga tại Ukraine và Tổng thống Nga Putin đã thua về mặt pháp lý. Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc về tranh chấp giữa các nước đã ra lệnh cho Nga phải ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự ở Ukraine, nói họ quan ngại sâu sắc về hành động sử dụng vũ lực của Moscow ở đây. Ngày hôm nay, một nhà hát lớn của Ukraine đã bị bom Nga đánh trúng. Ở trong đó có hàng trăm người Ukraine đang trú ẩn. Và mặc dù các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế có tính chất ràng buộc, nhưng họ không có phương tiện trực tiếp để thực thi phán quyết. Và trong những trường hợp hiếm hoi trước đây, các nước bị phán quyết đã phớt lờ nó. Tuy nhiên, hệ quả của nó là không lường, vì các nước trên thế giới sẽ căn cứ vào phán quyết của tòa án này để đối xử với nước Nga. Liên bang Nga sẽ phải ngay lập tức đình chỉ các hoạt động quân sự mà họ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 trên lãnh thổ Ukraine. Các thẩm phán của tòa án quốc tế này đã quyết với tỷ lệ 13-2. Đây là hình ảnh Trung Quốc và Nga đã phủ quyết phán quyết của tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc. Vậy là ngoài Nga thì Trung Quốc cũng phản đối phán quyết này. Điều đó chứng tỏ Trung Quốc có thể cũng sẵn sàng trong thời gian tới dùng vũ lực để chiếm đoạt Biển Đông, nơi Việt Nam cũng có chủ quyền. Tòa án cũng nói thêm rằng Nga cũng phải đảm bảo các lực lượng khác mà họ kiểm soát hoặc hỗ trợ không tiếp tục chiến dịch này. Điều đó ám chỉ là những nơi là lính đánh thuê của Nga đang tấn công vào Ukraine cũng phải dừng lại. Ukraine đã đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 và nói rằng biện minh mà Moscow tuyên bố rằng họ hành động để ngăn chặn diệt chủng ở Ukraine là không hề có cơ sở vì cũng không hề có chuyện đó. Bên cạnh tranh luận về cơ sở của xâm lược, Kiev cũng đã yêu cầu có các biện pháp tạm thời khẩn cấp chống lại Nga để ngăn bạo lực trước khi vụ kiện được xét xử đầy đủ. Những biện pháp này đã được chấp thuận vào hôm 16 tháng 3. Và đây là một thắng lợi cho nước Ukraine chống lại nhà nước Nga đang xâm lược đất nước này. Đây là hình ảnh thẩm phán Jones chủ trì phiên tòa đang đọc tuyên án bản phán quyết này. Thông tin này đã lan truyền ra khắp thế giới rất nhanh và ngay tại Việt Nam cũng đã đăng tải chi tiết của bản án. Trong các phiên tòa xét xử vào hồi đầu tháng, Ukraine nói không có mối quan hệ đe dọa diệt chủng nào ở miền đông Ukraine và rằng công ước diệt chủng của năm 1948 của Liên Hợp Quốc mà cả hai nước đã ký kết không cho phép mở xâm lược để ngăn chặn diệt chủng. Các lực lượng chính phủ Ukraine đã chiến đấu chống lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Kiev và các đồng minh của phương Tây đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đang tiến hành diệt chủng nhằm vào cộng đồng những người nói tiếng Nga ở khu vực này. Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết họ đã bác bỏ qua các phiên xét xử tại tòa án quốc tế, còn gọi là tòa án thế giới. Họ nói rằng khi thấy sự vô lý rõ ràng của sự kiện. Sau đó, họ đã đệ trình một tài liệu bằng văn bản cho rằng tòa án không nên áp đặt bất kỳ biện pháp nào. Và Trung Quốc nỗ lực ủng hộ Nga về việc này, có nghĩa là họ ủng hộ Nga xâm lược Ukraine. Và điều đó tạo ra mối nguy hiểm cho Việt Nam khi Trung Quốc tới đây không tôn trọng pháp luật quốc tế và sẵn sàng đánh chiếm những đảo trên Biển Đông mà Việt Nam đang đóng giữ. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky vui mừng đón nhận phán kết của Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc buộc Nga phải rút quân ngay lập tức và chấm dứt mọi hành động đánh phá, cướp bóc và xâm lược nước này. Tổng thống Ukraine Zelensky đã hoan nghênh phán quyết của Tòa quốc tế về các biện pháp khẩn cấp là thắng lợi hoàn toàn trong vụ kiện chống lại nước Nga xâm lược và lệnh của Tòa án quốc tế mang tính ràng buộc theo luật pháp của quốc tế. Nga phải tuân thủ ngay lập tức. Phớt lờ sẽ càng cô lập Nga hơn nữa. Tổng thống Zelensky đã viết như vậy trên trang tweet của mình. Đọc phán quyết vào hôm 17 tháng 3, thẩm phán chủ tọa Jones nói
tòa quan ngại sâu sắc về việc Liên bang Nga sử dụng vũ lực ở Ukraine, vốn đặt ra các vấn đề rất nghiêm trọng về luật pháp quốc tế.